trống vậy. Thì tao một lần đó khoảng quá giờ á. Rồi bữa sau nữa, bữa sau giúp xuống rồi chắc gì là bán rồi. Tập tử luôn cơ ở rồi. Hôm qua cái con đây á. Rồi lúc bữa sau đi xuống chỗ chỗ cái bà kề nhà Bích La đó, mua biết gì đừng có táo nữa đâu ta xuống một lần tao tổn luôn á hả tao gửi ra tao ngồi xuống rồi vậy ngoài mình biết cho chút xíu lâu lắm mà ăn nghĩa nó còn chưa rồi trời ơi rồi xong cái tô gì nó làm đủ cái rành mày biết tô gì không tô này nãy chào đón cánh quan này. Chỗ này. Đổ lời cũng chảo. Thư người sao? Người anh cứ ao cho đi nha anh cứ. Hơi lửa. Cười đàng hoàng như này. Cười giữa đó giọng cười mày nổi tiếng luôn á. Cháu như ông hàng á ha. Ông mà cháu không rồi. Má ơi. Cái giọng cười của mày nổi tiếng luôn á nha mày. Ai? Quên đó hả? Ừ. Cái ông kể cái bài nào quầy chợ. Trời ơi bà cất cái tiếng cười lên trời ơi hết một dùng ở đó người ta nhảy hết luôn chắc từ phải hơn ông hàng đó quá nữa quỷ này cười ra khùng ra nhìn gì bạn cười xui dữ vậy nha à chưa bắt mày nữa ở đây xui tính bạn nghe mày nói chuyện xui xẻo không à con mỹ nó phải được xiết được cái vỏ mí tao quýnh cái vòng nhỏ nó tao ẩu luôn rồi có tính xuống đó tắm không ăn hết phần khác cháu là bây giờ cháu không bao giờ đặt chân đó coi coi ngồi giữa kề mặt luôn ok gì trời rồi bốn tay không ngờ rồi hai đôi rồi con xin chào chắc
mấy nào rồi mới được không biết là bao nhiêu mười mấy năm rồi sao hiểu thì không có nó có nha có nó không chị không tin nào không em không bao giờ tình anh cương xong cái chỉ chắc không muốn cho cắt một kia cho cắt không lo nhưng mà nãy giờ có thấy ăn cứ ăn có một cái rồi còn ăn đến 3-4 cái nhặt cái rồi đó. Phi bà ôm viên nhộng sao? Rồi Phi á chồng chưa bá luôn hồi sao bà ôm viên nhộng à? Chào chủ. Ta mà nói làm chút tao ôm thì không vừa coi nha. Ăn cúp. À thì ăn, thì ta ăn mía. Cú. Quay miền Tây ăn uống á, quay ăn không người ta coi quá trời mình quay ăn uống chảy. Cùng quá Phương à. Nhiều. Man. À, ngồi đây. Qua thì mưa, đây, bữa nay thì chị chồng đi chơi,
Không, anh Cương cho em 4.000 em ở đây luôn. Không, 2.000. Bốn. Bốn. Cương nhà giàu mà. Cần tiếp còn 3.000. Thì bữa sau trả thêm 2.000. Nói chót trước vậy. Anh biểu kêu nói trước không vậy? Nó kêu bên trước. Bà nó nói gì nước rồi bà, sao nó mang đi? Cầm dao luôn. Ghê quá. Rồi trên Facebook á, mấy người ở ngoài Sài Gòn chết mà làm mai táng á, đâu có tụng kinh tụng gì đâu. Mấy người tới kiểm soát dịch á, người ta đưa cái hòm tới, tới mà người nhà nằm ở trong á, trò khóc gì mà coi thảm biết chưa. Ừ. Mà nhìn đi. Ai biết mà kêu nó trước. Nó kêu em trước.